Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 2. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài luyện tập trang 134. Bài số 1, câu A, lập bảng nhân. Lập bảng nhân 1. 1 nhân cho bất kỳ số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó. 1 nhân 1 là bằng 1. 1 nhân 2 là bằng 2. 1 nhân 3 là bằng 3. 1 x 4 là bằng 4. 1 x 5 là bằng 5. 1 x 6 là bằng 6. 1 x 7 là bằng 7. 1 x 8 là bằng 8. 1 x 9 là bằng 9. 1 x 10 là 10. Bất kỳ số nào chia cho 1 cũng bằng chính nó. 1 chia cho 1 là bằng 1. 2 chia 1 là bằng 2. 3 chia 1 là bằng 3. 4 chia 1 là bằng 4. 5 chia 1 là bằng 5. 6 chia 1 là bằng 6. 7 chia 1 là bằng 7. 8 chia 1 là bằng 8. 9 chia 1 là bằng 9. 10 chia 1 là bằng 10. Bài số 2. Tính nhẩm. 0 là cộng cho 3 nha, chứ không phải là 0 là nhân cho 3 nha. 0 cộng 3 là bằng 3. 3 là cộng 0 là bằng 3. 0 nó nhân cho 3 là bằng 0. 3 nhân cho 0 là bằng 0. 5 cộng 1 là bằng 6. 1 cộng 5 là bằng 6. 1 nhân 5 là bằng 5. 5 nhân 1 là bằng 5. 4 là chia 1 là bằng 4. 0 là chia cho 2 là bằng 0. 1 là chia cho 0 là chia cho 1 là bằng 0. 1 chia 1 là bằng 1. Bài số 3. Kết quả tính nào là 0? Kết quả tính nào là 1? Rồi, chúng ta tính. Rồi chúng ta sẽ gạch sao ha. 2 ta trừ cho 2 là bằng 0. 3 ta chia cho 3 là bằng 1. 5 ta trừ 5 là bằng 0. 5 ta chia 5 là bằng 1. Dưới là gì đây? 3 ta trừ cho 2 là bằng 1. 1 cho trừ 1 là bằng 2, 2, 0. 1 x 1 là bằng 1. 2 cho chia 2 là bằng 1. 1 cho chia 1 là bằng 1. Rồi, kết quả nào không? 0. 0. 0. Kết quả nào 1? 1. 1. 1. 1. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.